Mệt thở chứ sao? Thức khuya dậy sớm sáng chưa ăn gì? Vô tập đi. Có cái móc gì mà xây? Qua nhìn hai cái tay thấy có nhục không? Người ta săn chắc được rồi, cần gì tớ? Anh chẳng có con cứng không? Đau quá à? Sao lại cứng? Cất đi em. Phải anh động chứ không phải anh đấm đâu. Xong rồi lấy cái ghế ngang ra đây. Cái lớp thực hành thiết thực cụ thể trực tuyến hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao gym chúa Duy Nguyễn THOL. Come on, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 more 10 lên 10kg nữa. Vâng. Come on. Round 2. Yeah. Lớn không? Đúng rồi sếp ơi. Ôi, cut on. Không. Căng cơ và tận hưởng. Mới tập show hôm qua mà hôm nay lên xà là cảm rồi. Giác nó giống như là hai em cùng lúc đúng không anh? Thôi bài này vô gồng tại sao đã mấy em. Hơi động á. Năm ký này nặng không giỡn đâu. Có cái móc gì mà xây? Qua nhìn hai cái tay thấy có nhục không? Người ta săn chắc được rồi, cần gì tớ? Sùi cánh. Sù đầu. Sao mà làm gì sợ thế?
Em yêu ký. Anh yêu ký. Mệt thở như sao? Thức khuya dậy sớm, sáng chưa ăn gì? Vô tập đi. Huy. Hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Direct Drive 80 triệu, rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp Zumba, Yoga, Belly Dance, nội thất vệ sinh xịn sò, thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.